Kính thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc tiêm vaccine trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến thời điểm này, Nghệ An là địa phương có người dân trong độ tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine, đạt tỷ lệ thấp nhất cả nước, chưa đầy 50%. Đây cũng là một trong những nguyên nhân số ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng ở Nghệ An xuất hiện liên tục những ngày qua, nhất là chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chỉ tính từ ngày 31 tháng 10 đến sáng nay, đã có 9 F0 được xác định có liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, gồm 2 nhân viên y tế và 7 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Đặc biệt, ngoài 2 F0 vừa ghi nhận tại khoa phục hồi chức năng có địa chỉ tại xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, thì trong khi thực hiện sàng lọc theo quy định, đã phát hiện thêm 1 F0 nữa là bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm đột quỵ có địa chỉ tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Cụ thể về 2 ca bệnh là vợ chồng tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn như sau. Từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 10, người chồng điều trị tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, vợ đi chăm. Sau khi trở về nhà, sáng ngày 4 tháng 11, xét nghiệm PCR khẳng định cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn đã tiến hành phong tỏa toàn bộ xóm Minh Lâm với tổng số 310 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu. Truy vết xác định được 112 F1 và đã đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn. Sáng nay, Công an huyện Yên Thành khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá qua mạng. 7 đối tượng bị bắt giữ, trong đó 2 đối tượng cầm đầu được xác định là Bùi Thị Huyền Trang, sinh năm 1984, Tô Văn Cường, sinh năm 1991, cùng trú tại xóm Tân Quang, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá qua mạng, gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bước đầu, ban chuyên án làm rõ số tiền nhóm đối tượng tham gia đánh bạc là hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Bộ Công an cho biết vừa phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet hoạt động trên địa bàn Hà Nội và các địa phương. Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp và triệu tập 17 đối tượng do Đỗ Ngọc Hà hay Hà Miên, sinh năm 1984, Long Biên, Hà Nội cầm đầu. Trước đó vào tháng 12 năm 2020, đối tượng Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn, sinh năm 1988, Cầu Giấy, Hà Nội, cùng nghiên cứu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra ngoại tệ để đánh bạc. Hà đã lập trang web trung gian liên kết với nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài, rồi phát triển mạng lưới, lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức đánh bạc. Các con bạc dùng tiền điện tử kỹ thuật số để đặt cược tại trang web do Hà lập dựa trên kết quả của nhà cái. Tổng số tiền cược mà khoảng 3.000 con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ tháng 4 đến nay là khoảng 30.000 tỷ đồng. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến đường dây buôn bán thuốc giả. Theo cơ quan điều tra, ông Cường có liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Trong vụ buôn bán hàng giả liên quan đến thuốc điều trị ung thư H. Capita, ông Trương Quốc Cường, khi đó là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế, đã duyệt cấp phép nhập khẩu đối với thuốc H. Capita theo đơn hàng của VN Pharma. Trong khi hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc có một số điểm chưa thống nhất, có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định cấp phép, hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, khám xét nơi làm việc của ông Cường. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin số 18 giờ hàng ngày được phát trực tiếp trên các hạ tầng số của NTV. Quý vị hãy gửi những vấn đề nóng, nhịp sống đẹp đời thường qua địa chỉ email bản tin số 18giờ@gmail.com để cùng chúng tôi xây dựng bản tin số. Và tiếp theo là những tin tức đáng chú ý khác. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, Đắk Lắk cho biết đã cử cán bộ đi thăm hỏi, động viên gia đình một học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Ama Trang Lơn vừa tử vong do tai nạn giao thông. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 2 tháng 11, em này lên xe đưa đón học sinh mang biển kiểm soát 51B02365 tới trường học ca chiều. Trên xe có khoảng 30 học sinh. Do bất cẩn quên đóng cửa xe nên khi đến địa phận thôn Esim, xã Deliesa, tài xế Trần Văn Liều, 49 tuổi, trú tại thôn Trung Hòa, xã Deliesa, đã đánh lái mạnh, em học sinh đứng gần cửa bị rơi xuống đường, bánh xe cán qua, tử vong rất thương tâm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có cảnh báo thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạ dày tuệ tĩnh trên website dạ dày tuệ tĩnh chính hãng.vn sai sự thật, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Sản phẩm này do Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh, địa chỉ số 2 Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn Thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ vfa.gov.vn. Hiện nay, vấn đề bản quyền âm nhạc trên Internet đang rất được dư luận quan tâm, nhất là khi một số ca khúc nhạc sĩ sáng tác từ bỏ tiền ra sản xuất cho đến quốc ca, nhạc dân gian và nhiều tác phẩm nghệ thuật đang có dấu hiệu bị BH Media khai thác trái phép. Gần đây không chỉ có những sản phẩm âm nhạc của các tác giả bị sở hữu trái phép mà rất nhiều sản phẩm nghệ thuật dân gian hoặc của nhà nước cũng đang bị BH Media khai thác trên nền tảng số. Điển hình như các ca khúc Tiến Quân Ca, Quốc Ca đã được gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho nhân dân và tổ quốc nhưng lại bị BH Media xác nhận sở hữu bản quyền. Thậm chí, lễ quốc tang của đồng chí, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát sóng của VTV1 cũng bị BH Media nhận quyền sở hữu trên YouTube. Cho đến thời điểm này, không rõ BH Media đã đăng ký quyền sở hữu bao nhiêu tác phẩm và khai thác chúng từ bao giờ. Chỉ biết có rất nhiều tác phẩm mà đơn vị này không hề có quyền sở hữu nhưng lại nhận vơ và đang âm thầm thu về dòng tiền bất chính. Mặc dù đang phải cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng 29 em học sinh lớp 1 tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình vẫn lên lớp mỗi ngày ngay trong khu cách ly. 29 học sinh lớp 1C của trường tiểu học Sơn Hóa phải đi cách ly tập trung khi trở thành F1 của bạn học được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Nhưng với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng việc học, các em vẫn được lên lớp mỗi ngày. Đúng là lần đầu tiên trong đời của cô và trò khi học tập trong một lớp học đặc biệt. Hàng ngày chúng tôi hỗ trợ các em ăn ngủ vệ sinh cá nhân, động viên để các em đỡ nhớ nhà. Mặc dù ban đêm nhiều em nhớ nhà rồi khóc, nhưng sáng nay khi lên lớp được nghe cô giảng bài và động viên, các em đã ổn định hơn, không còn khóc nhè nữa. Cô Phan Thị Thảo Quyên, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp dạy lớp học cho biết. Để tổ chức được lớp học hình thành trong khu cách ly tập trung là một nỗ lực không nhỏ của địa phương, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học và thích ứng an toàn trong tình hình mới. Và đến đây, bản tin số 18 giờ hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.